bộ dài em mà tập thể dục buổi sáng. 1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở hít thở. Rồi nó cao già rồi, tập thể dục nó không có đúng với cái tầm của mình cho nên nó bị vậy đó. Thôi tập cái nó phù hợp thôi. Anybody home? Anybody home? Bây giờ này ai rủ đi bà home trời? Có ai nhà không? Hỏi có ai nhà mà vậy đó. Vô đi, nhà không có cửa. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ai đây? Trời đất ơi, không dẫn cho em sao trời. Người yêu ơi, anh có được em là anh có phước sao anh hưng hờ. Hàm Hương đây đang đứng trước anh nè. Trời đất ơi, Hàm Hương nè. Hàm Hương hả? Ừ, là ai vậy? Trời đất ơi, em nè, con Hương bán mắm ở đầu chợ nè anh. Trời ơi, cái bà Hương bẩm. Ta Hương thôi, thả chữ bẩm vô nghe nó kỳ cục nè. Ai biết đâu, nguyên cái chợ ai cũng kêu bạn vậy mà. Em bỏ tên đó rồi, anh bây giờ kêu em là Hàm Hương nha. Là cái Hương từ trong hàm nó ra đó. Trời ơi, nha, nhớ nha cưng. Cái tên đẹp của con tên cũ. Tám, bây giờ thấy em đẹp không Tám? Sao làm gì bữa nay em ăn bẩn như sừng sững vậy trời. Em báo cho Tám nghe một cái tin rất là đặc biệt. Tám ơi, em bán nhà để em sắm đồ đó Tám. Trời. Coi như là bây giờ là mấy chục triệu cho con người của em là trên dưới là đồ hiệu không Tám ơi. Bây giờ em báo cho Tám một cái tin này đặc biệt nha, động trời nha. Em quyết tâm không bán bấm nữa, em làm cái khác hoành tráng hơn Tám ơi. Trời đất ơi, bây giờ không bán mắm nữa mà làm hoành tráng hơn. Rồi đoán tự coi, chuyển qua ủ mắm luôn phải không? À, mắm là ủ anh á, anh hiểu không? Anh đừng có giỡn nha, em lại chuẩn bị em làm ca sĩ rồi Tám ơi. Em đi thi Giọt Nắng Phù Sa. Trời ơi, Hương làm ca sĩ hả? Ừ. Trời ơi, Hương gan quá Hương ơi. Rồi có định tổ chức live show không? Em làm nguyên xóm này anh ơi, em đãi bà con nguyên nguyên xóm này đi coi hết. Không, nhưng mà tôi nghĩ đừng có làm cái live show trong xóm mình. Sao vậy, sao vậy? Tại vì là riêng trong xóm mình thế nào cũng mua mắm của Hương để chọi mặt Hương. Đó, cái câu này người ta kêu là mắm bà chọi mặt bà. Ủa sao kỳ vậy? Sao ông làm gì? Ông yêu tôi không được, ông ghét tôi hay làm sao vậy? Ông vô tôi cào mặt ông bây giờ tôi... Ừ. Không có nói như vậy, Hương là hát hay lắm, anh không tin đó, anh hát liền cho anh nghe. Trời ơi, đó giờ chưa nghe hát, thử đi. Bây giờ mình làm đi, giống như mình tổ chức cuộc thi thử đi anh ơi. Ủa vậy hả? Em thích thử lắm, em sợ em lên trên em hồi hộp, em run á, em bị hồi hộp. Bây giờ mình phải làm sao mình thử anh ơi. Bây giờ làm sao, bây giờ em làm ca nghệ sĩ, bởi anh ra anh giới thiệu em nha. MC rồi tổ chức chương trình luôn nghe chưa? Là làm giống như chú Thanh Bạch vậy đó phải không? Chú Giang anh Thanh Bạch nghe chưa? Đâu, đâu. Em là em chặt quế trân đó, em chơi đỏ hơn mà bự hơn. Rồi hay quá nha. Bây giờ bắt đầu nha. Rồi bắt đầu. Trước tiên là mình phải có cái nghệ danh, anh hiểu không? Ủa? Nghệ danh người ta mới thích mình. Vậy hả? Em thích cái gì nó tay tay anh. À, hiểu không? Dạo này bây giờ em thấy có nhiều nghệ sĩ tên hay lắm, giống như Jennifer Phạm, rồi Johnny Chí Nguyễn, rồi Akira Quang rồi đó. Em mới có cái tên hay lắm anh. Em định lấy Casino Bành được không? Nghe cái tên như cái sòng bài vậy bà. Ủa vậy hả? Giờ tên khác đổi giùm em đi. Tên khác đi mà giờ... tiếng Pháp đi. Em thích Pháp, em thích Pháp. Pháp và Pháp đi. Đúng em rồi. Thích cái Italia đó. Ừ. Italia là ấy. À, tà lanh không à. Vô cho em tên Pháp đi. Rồi bây giờ để tôi nghĩ giùm bà cái tên Pháp. Đúng rồi, tên Pháp luôn nha. Nha. Rồi, có rồi. Tên gì em? Lavabo Bành. Lavabo Bành. Ờ. Anh ơi, cái đoạn lava nó Pháp rồi đó mà cái bô bành sao nghe nó kỳ kỳ sao? Trời ơi, nó đọc tiếng Tây, nó đọc luôn một lèo chứ ngắt ra làm chi rồi nghe nó kỳ. La ba bơ bành. Đó, thấy không? La ba bơ bành. Đó, thấy cái hơi bà ri ở trong đó rồi, thấy không? Rồi, đã vô rồi, đã bây giờ giới thiệu. Bắt đầu phải không? Bắt đầu, thi nha. Rồi, thi. Cái nhìn ngoài vậy? Chứ làm cái gì? Giới thiệu chứ làm cái gì không nổi? Ờ, nó quên rồi đó, giờ có biết làm cái vụ này bao giờ quỷ ghê nha. Rồi, bây giờ giới thiệu ha. Tôi cào mặt ông nha. Ông giỡn mặt với tôi phải không? Chứ bây giờ nói cái gì, không chỉ. Sao không để ý anh Thanh Bạch cái gì hết trơn vậy? Bây giờ ra cái gì, giới thiệu tên, ra thi, tôi thi. Rồi, giới thiệu tên. Giới thiệu không? Nói thì mới biết chứ, đó giờ. Dạ, xin chào, tôi là MC. Không cần giới thiệu ông. Giới thiệu tôi nè. Rồi. Vậy bây giờ là phần thi của thí sinh Hương Bẩm.
trời đất ơi, đặt cái tên La Bô Bành chi nữa giới thiệu Hương Bẩm. Quên. Phần thi của thí sinh là Hương Bẩm La Bô Bành. Thôi lấy La Bô Bành, tôi không có lấy Hương Bẩm. Quên, La Bô Bành chứ không có Hương Bẩm. Trời ơi, không có nói đâu, ra lấy Bô Bành mà dừng lại. Rồi bây giờ là thí sinh là La Bô Bành. Cầm cái miệng lại luôn đi. Cái la qua cái dừng là ngắt chi rồi ra Bô Bành nghe nó kỳ cục. Biết một mình tôi làm hết, tự làm luôn đi mà. Dạ cô, em xin thân ái công người con chào toàn thì quý vị, em tên là La Ba Bô Bành đó. Nói ta cũng là y cha. À, hôm nay em xin được gửi đến quý vị và các bạn bài hát rất là dễ thương, bài hát được mà tên là Kung Fu Đông Sơn với lại bà Thu River. Có bài gì kỳ vậy bà? Võ Đông Sơn bà Thu Hà đó, hiểu không? Trời ơi, sao có cái tiếng gì vậy, trống cái vậy? Tay tôi phải chuyển qua tay, giờ tôi dịch hết rồi, ông hiểu không? Tôi dịch hết rồi, tôi phải làm lạ. Thi mà bình thường nó không hay, thi phải lạ, hiểu không? Chẳng hạn như là trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn. Trời ơi là gì? Oh my god, hiểu không? Ba dễ. Hay là bởi xa cơ bởi là bị kho, đúng không? Rồi xa, xa là xa xúc, là xuống đó, hay không? Xuống thì chỉ có đau thôi, đúng không? Đau. Down, để cái cơ là gì? Cơ khó dịch nha, không lẽ đau cơ kỳ quá đúng không? À, xa cơ, cơ là cơ bắp, à cơ bắp giờ là thịt đúng không? Meat là cơ. À, xa cơ giữa chiến trường giờ khó dịch quá, dịch đại nhà trường nha, đợt sequel đi, đợt sequel đi cũng được. À, giữa chiến trường thọ tiễn, thọ là sống lâu lâu, vậy là già, già phải là old đúng không? Còn tiễn, tiễn là đi rồi, tiễn tiễn đi là bye bye. Vậy thì tôi sẽ hát cho ông nghe bài Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà theo điệu tiếng Anh nha. Rồi. Oh my god, because the down, the miss, the school, oh, bye bye. So, the Kung Fu, Đông Sơn, have to cut the hand off the Bạch Thu River. Trời đất ơi, được không? Tôi công nhận quá hay luôn. Hay quá. Bà hát tiếng Anh như gió mà cái chữ nào khó bà chuyển qua tiếng Việt à. Không chuyển xong hát anh, vậy nó mới lạ lạ không? Thấy đậu không, đậu không? Lạ cái gì? Đậu không? Cái này là bà đi thi là bà rớt ngay vòng nộp đơn chứ đậu cái gì? Sao nặng nề vậy? Không có được, cái cải lương mà có bao giờ nghe tiếng Anh ở trong đó không? Không cho hả? Không được, hát bài khác đi. Giờ phải tiếng Việt mới được hả? Tiếng Việt mới được. Giám khảo khó quá bây giờ. Không tặng, mình làm tuồng đi nha. Trích đoạn. Trích đoạn gì? Tô Ánh Nguyệt, em mê của Tô Ánh Nguyệt. À, cái nó nổi tiếng là được. Em làm Nguyệt nha, anh làm Minh nha. Cái đoạn mà Nguyệt nó ẩm con về giống như anh làm em mà rồi như có con rồi anh bỏ em, anh ruồng bỏ em đó. Cái dạng vậy đó, anh á, anh ruồng bỏ em làm em có con đó, nghe chưa? Hiểu không? Rồi. Cái này cái tuồng đó mà la gì hàng xóm ra tưởng tôi làm bậy à. Xin lỗi. Nghe, là muốn giận em lắm nhưng không dám tại vì có vợ được kế bên. Rồi. Hiểu không? Phụ bà diễn phải không? Là con của anh đó nha, con của anh đó nha. Dậm diễn nha, dậm về kiếm nhà, thấy nhà anh nha. Rồi tôi làm gì giờ? Đứng đó làm mật tượng đi. Rồi đứng đó làm tượng. Ủa Nguyệt nó vô ăn trộm hả? Không, em phát hiện cái nhà đó anh, em phát hiện cái nhà em sợ, em bị sợ. Trời ơi, bà phát hiện cái nhà bà làm gì? Thấy gớm cho bà nội. Xin lỗi, đem làm lại. Bây giờ làm lại từ đầu, từ. Anh Minh ơi. Bữa nay không phải đám ma thằng Bình, nó còn đứng đây nè. Trời ơi, bà diễn lố vừa thôi nha bà. Em của thấy nó hơi lố đó, em xin lỗi, nó hơi lố. Bà làm tới chết không bằng, vô mà khóc đám tang. Để đem điều tiết cái cảm xúc em lại tí. Nhẹ thôi. Dạ, nhẹ thôi. Minh ơi. Tôi thấy giống con điên quá. Thôi bỏ qua đi, thôi kia vô đại thẳng bài. Bà cũng tự biết điều đó rồi đó. Thôi ca đại cho chứ. Vậy luôn đi cho nó khỏe. Thầy cô, cái gì vậy học sinh? Cái gì vậy? Bà kêu thầy cô. Trời đất ơi, cái này là cái giai cấp nghèo, kêu cái giai cấp giàu, chúng đi kêu cậu mợ với ông nội thầy cô học sinh gì lắm này. Trời, cái tuồng này coi lâu quá, tôi đâu có nhớ đâu. Im mày. Rồi, im phải không? Ghê, câm cái miệng rồi, diễn thôi. Thầy cô ơi, hôm nay tôi đến đây không phải là để xin tiền hay xin gạo, mà hôm nay tôi đến đây kính mong thầy cô rộng lòng thương cho tôi khi ta đứa con này, cho
đời nó về sao không trôi nổi lạc loài. Nếu kiếp này tôi trả không được thì thầy cố cho tôi hẹn lại kiếp sau. Mà nếu kiếp sau tôi cũng trả không được thì cho tôi hẹn lại kiếp mốt. Mà nếu kiếp mốt tôi cũng trả không được thì hẹn lại kiếp tới tôi trả luôn. Mà nếu kiếp tới tôi cũng trả không được thì thâu luôn đấy. Hả? Trời ơi, cái tụi kia đó mà nở truyền kiếp mà không trả được luôn vậy. Ủa vậy hả? Bà mà vừa phải có cái tuồng ta tới đó rồi bà còn phăng mà chế thêm làm sao vậy trời. Ờ quên, em hát một hồi cái em thấy em bà hát cái kiểu này không phải là rớt ngay vòng nộp đơn đâu nghe. Ờ. Rớt ngay vòng giữ xe luôn. Chết rồi. Bà tới ta chặn bà lại không cho bà vô nộp đơn luôn. Vậy chứ phải hát sao mới đậu? Cái này là cải lương người ta quan trọng nhất, phải hát chân thật. Chân thật hả? Hát cái gì mà kỳ cục quá có hát được hay không? Đi thử cố gắng chân thật hết sức. Ờ chân thật đi tao chấm cho. Trên bước phiêu lên sao tránh khỏi cảnh nhục dinh cũng nhiều khi gượng cười trong nước mắt. Đúng, phải tình cảm. Nhưng những khi nghe tiếng đàn trỗi lên reo đất tôi bỗng nghe trong tim bấn khuẩn mấy tiếng tơ đồng. Trời đất ơi, vậy mới là cái lương nè. Tiếp đi. Hai bức mạng nhung qua manh lực phi thường. Bà hát sao nãy em quên rồi anh. Trời đất ơi, làm cục hứng dễ sợ luôn á. Cái bài muốn đi thi là phải học tuồng có đàng hoàng. Đó, cải lương ít ra phải là như vậy đó. Vậy là em được rồi phải không? Em đậu được phải không? Chưa được. Chưa được hả? Phải về luyện tập nhiều hơn nữa. Luyện tập nhiều hơn nữa. Bởi vì cái cải lương là quốc hồn, quốc túy. Đúng rồi. Muốn đi thi, quan trọng nhất phải hát từ con tim. Ồ, hát từ con tim à? Trời ơi. À, xin lỗi. Nhất gia nhì dáng, nhất gia nhì dáng. Đó là lời nhắn nhủ của hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mịn màng, hồng hào, tươi trẻ một cách không ngờ. Dược mỹ phẩm EV Princess có thể xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết xăm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Dược mỹ phẩm EV Princess cùng hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mịn màng như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú, trên 20 năm kinh nghiệm chữa trị, giảng dạy cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess. Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn thiện lại 100%. Ở đâu có hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết xăm đen. Ở đâu có hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công với một làn da trắng trẻo, mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên có các địa điểm như sau: văn phòng tổng công ty tại San Jose, 1164 đường McLaughlin Avenue, 408-275-9620. Ở San Jose, mời đến với 2877 đường Center, 408-360-9620, hay trong thương xá Việt Nam Thao trên đường Story, 408-509-4480. Ở Mill Peters, 86 South Able Street, 408-946-4227. Tại Sacramento, 6840 đường số 65, 916-424-8182. Tại quận Cam, địa chỉ 13861 Lucas Street, Garden Grove, 714-590-9889. Cần đại lý khắp nơi, xin liên lạc số miễn phí 1-800-918-3017 hoặc vào website evprincessgodfinish.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess đã giới thiệu cho bạn bè khắp nơi.